Hello xin chào mọi người. Thì hôm nay mình tiếp tục review cái bộ trang phục của Zioma nhé nhá. Đó chính là đại tướng Nguyệt tộc. Vì với cái bộ trang phục này thì em thấy rồi, một cây đỏ luôn. Màu đỏ chính tỏ là của cái gì anh em ơi. Thì vẫn như mọi khi Zioma hôm nay vẫn cầm thanh đao rất là dài. Thì anh em biết rồi, bộ trang phục này nếu mà về Việt Nam chắc là bán với giá rất là chát anh em ơi. Bởi vì mình thấy nó rất là giống cái trang phục hữu hạn của Triệu Vân anh em ơi. Cái bộ trang phục gì nhỉ? Đúng rồi là cái gì mà Dũng sĩ Đồ Long anh em ạ. Đấy rất là giống luôn. Theo mình nghĩ là nếu mà nó ra phiên bản ở Việt Nam thì chắc chắn là bộ này sẽ bán bằng quân huy. Ok, à quên, bán bằng đá quý. Ấy cứ lộn luôn. Thì anh em có thể thấy ngoại hình của ông này thì mặt rất là giống Samurai đấy. Đấy. Còn hai cái cánh tay rất là giống đại bàng rồi. Rất là đẹp luôn. Thì Zioma thì anh em thấy rồi, chuyên ra sử dụng đao bằng cái tay trái. Đấy, từ nhỏ đến lớn anh em ạ. Chỉ dùng bằng tay trái thôi mà mình cũng chưa hiểu về cái tiểu thuyết của Zioma. Ok, như vậy là trận đấu bắt đầu. Ngày hôm nay mình sẽ review nha anh em. Thí sinh thứ nhất nó chính là Hoàng Tử Quạ, chơi Van Ỉn, Joker này, Triệu Vân này, mèo siêu quậy. Và nhân vật chính nó chính là Zioma. Team bên kia thì cũng có mèo rồi, Zephyr rồi và Hoàng Tử Quạ, Van Ỉn, Niniana và Chúa Tể Công Lý. Niniana thì cái mùa này mình cũng rất là sợ luôn, đánh rất là ghê luôn. Không biết là mùa sau nó có figure lại Zioma Niniana không, chứ mùa này toàn cày thuê thôi, toàn gặp cày thuê chơi Zioma Niniana thôi anh em ơi. Ok thì anh em hóng vào trận đấu nhé nhá. Thì trước khi vào trận đấu mình chúc tất cả anh em có một ngày mới vui vẻ, tràn đầy niềm vui. Và anh em ơi, đừng tiếc gì một like, một sub ủng hộ mình nhá. Anh em xem của chùa là không được đâu. Ok. Được rồi, sao nâu thế nhở? Thì em biết rồi, nếu mà chơi bên bản Đài Loan này mà muốn mod skin thì anh em phải có file riêng nhá. Đó, muốn mod skin đấy. Ok, như vậy là trận đấu bắt đầu rồi. Thì mình sẽ đi đường top nhá, với vai trò đi đường top. Đấy thì anh em chưa, có cả Dũng sĩ Đồ Long luôn này. Hai bộ trang phục này rất là giống nhau. Hai bộ trang phục màu đỏ. Đấy, đi cùng nhau rất là đẹp dai luôn. Không biết nào ông nào đẹp dai khoái to hơn, mặc kệ đi. Đấy, giờ mình sẽ farm con bộ đỏ đầu tiên nhá nhá. Vừa đỏ vừa... À quên, mình sẽ hỗ trợ. Ai lại bảo farm thế. Chết bạn Triệu Vân ra, bạn Triệu Vân đi rừng mà. Ok, cảm ơn. Thank you Vinimax. Ok, mình sẽ farm nhẹ cho bạn Triệu Vân tí thôi. Ok, mình sẽ sang đây mình ram luôn cho bạn. Đấy. Vớ vẩn, hai anh em cùng cha khác ông nội như chơi ấy. Sao lại giống nhau y xỉ anh em ạ. Hai bộ trang phục màu đỏ. Đấy, rất là đẹp luôn. Theo mình nghĩ là bộ trang phục này đẹp hơn Triệu Vân rồi. Ok, mèo siêu quậy đứng như phỗng vậy. Khổ thân tôi. Thôi thì mình sẽ tập trung ăn chim chim cu cu nhé nha. Ở một trận đấu thì anh em nhớ ăn rất là nhiều chim nhá. Chim thì khi anh em ăn xong thì nó cũng lại mọc lại thôi. Anh em đừng tiếc chim làm gì nhá. Ăn nó trong lớn. Rồi ok. Thì giờ mình sẽ sang đây mình đáo ganh tí này. Bên đường kia thì Van Ỉn đang gọi là một mình cân tất à. À đâu, đi với ông nào kìa. Ông Joker. Joker này, Van Ỉn với lại tem bên kia có Violet này, Van Ỉn. Rồi, rất là nhiều ỉn luôn. Ok, một chọc này. Liệu thanh niên siêu nhân có chết không? Ok, chiến công đầu. Một chém cơm đầu anh em ơi, rất là thơm. Ok, giờ mình sẽ biến về thôi. À không, mình sẽ gọi là đứng đây để câu kéo cái thằng Triệu Vân ra. Ra ganh một mạng nữa thì quá là ngon rồi. Đường bên kia thì vẫn chưa có ăn mạng gì xảy ra anh em ơi. Van Ỉn vẫn đang tập trung phong quái. Ôi giời ơi, tí nữa thì sấp mặt tôi. Đó anh em thấy chưa, Niniana rất là đáng sợ. Rồi, Triệu Vân đang bay vào. Thanh niên nệ một thương. Liệu Niniana có chết không? Siêu nhân bay vào nhưng mà siêu nhân phải bay ra anh em ơi. Một sọc này, đó là tuyệt vời. Ok. Mình nói chung là mình đáo nhẹ thôi. Đừng dấn sâu quá được. Dấn sâu quá quả đấy là siêu nhân nó cho một sọc là chết anh em ạ. Ok, mình sẽ biến về và mình sẽ lên luôn nhanh nha. Đợi máu đầy nên chi chiến. Rồi, vãi cả trưởng. Như vậy là đường FB quá nát rồi. Violet vừa có hai mạng. Thơm ngon mổ rẻ mức chút chủ đây anh em ạ. Double kill luôn. Để Violet mau mà xanh thì thôi, nó bắn cho thối. Thối hết mọi thứ luôn. Đấy, như kiểu hai anh em cùng cha không nội ấy, cứ đi cùng nhau thôi. Đây, mình sẽ đi ram cho bạn Triệu Vân nhé anh em. Đấy, anh em tốt mà. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Rồi, mình xin luôn nhá. Bãi cơ trưởng luôn. Ok, quả đấy mình không cố ý đâu, nhưng mà mình nỡ rồi. Khi đã nỡ rồi thì anh em phải nỡ nốt thôi, chứ đừng nỡ quá nhé. Đấy, đã nỡ farm rồi, farm nốt đi. Đấy, anh em có thể thấy là Triệu Vân thì cũng rất là hiền này. Không nói gì cả. Đây, mình sẽ ram này. Mình ram lịch sự nhé anh em.
mình không cay ad đâu. Đấy, ra một cách lịch sự. Khi anh em đấu giải cũng vậy thôi, đấu giải hay là đấu hạng cũng vậy, anh em chú ý là ram hộ tên rừng nhá. Với những cái con tướng nào đam nó yếu ấy, yếu ban đầu như Triệu Vân này, yếu ban đầu thôi chứ không yếu về sau đâu, thì anh em cứ ram nhiệt tình nhá. Rồi, ok, nên đây nên đường mid farm tí đã. Đấy. Rồi xoái ca Van Hiệu Ỉn đã sang bên đường kia rồi. Gọi là nói chung là chán SB rồi, giờ đi sang top anh em ạ. Thả thính thần trưởng đấy. Rồi liệu có mạng không? Mình sẽ sang mình ganh luôn này. Đấy, rút đây. Chơi theo cái chiến thuật là núp nùm di động. Đấy, mày ra tao đập luôn đấy. Rồi, như vậy là thanh niên Superman. Đấy, Superman. Rồi, thanh niên hóng hớt. Ok, một mạng rồi. Quá tuyệt vời. Hồ ly chín đuôi này. Chưa kịp chém thì đã sấp mặt rồi. Đúng là bét Van Hủy này các bạn. KS thì rất là hay. Đúng sao cả thì mình sẽ cho bạn Van Hủy bạn tí mạng, bạn xanh, tí bạn bắn. Đấy, tỷ số hiện tại đang 6-2 các bạn. Chắc là trận đấu này sẽ thắng thôi. Chung là trận đấu này mình chủ yếu là mình review cái bộ trang phục đẹp này thôi. Đấy, rất là đẹp. Dáng thì giống, rất là giống tẻ tướng. Tẻ tướng nưng gù các bạn. Đi khom khom nưng. Rồi, như vậy là chắc chắn là Triệu Vân đã phải lên bảng điểm số rồi. Cụ đã ra đi và chân lạnh toát. Đấy, nằm úp mặt xuống đất ấy. Không biết là cái thương nó có bay ra không. Đây, mình sẽ thôi mình nhân cơ hội mấy thanh niên kia đang trên đường FB. Mình sẽ chủ động sang đây để farm lính anh nhá. Phải farm lính không là thọt đấy. Rồi, Triệu Vân không biết là sorry cái gì đấy. Nỗi quả đấy là do mình mà. Mình chưa kịp chọc choáng mà bạn ấy sorry cơ. Mà tôi không hiểu, chơi bên Đài Loan lại có những cái thanh niên nhắn tin tiếng Anh à? Lại luôn. Không ngỡ nào Đài Loan lại dùng tiếng Anh để giao tiếp luôn. Ok, mình sẽ đứng đây mình rình nhanh nhá. Đó, chơi theo cái chiến thuật cũ này. Trời ơi, sao không có ai nên. Rồi, nói chung là đá đưa tí thôi. Khổ không ai nên luôn, quả đấy mà úp sọt thì thôi. Có mà mưa ra mạng. Thế mình đang làm gì đây? Đúng rồi, đang lên đây để tập trung rồi. Lên đây đánh nhau luôn này. Úi giời ôi, Violet các thứ này. Úi giời, lại ăn rồng làm cái gì không biết. Đến đây đánh nhau luôn này. Đây, một pha có thể là ba like. Ba tên ở đây là ba like. Rồi, một lộ này, một chọc này. Ulti bộc phá này. Úi giời ôi, siêu việt luôn. Một pha chip Birkin chăng? Liệu có chip không? Rồi, thanh niên Triệu Vân ngựa mạng rất là nhanh. Anh em mà chả chia nhau được cái gì luôn. Ok. Đấy, nếu mà bộ trang phục này mà về Việt Nam thì chắc là mình cũng không mua được đâu. Mình chỉ thích săn những cái bộ trang phục như kiểu của nữ thôi. Chứ nam thì mình cũng chả thích. Bộ trang phục này mình cũng thấy là rất là đẹp, nhưng mà để mà sở hữu thì mình cũng không thích. Rồi, một pha hack não đây. Như vậy là này thì úi giời ôi, một sọc gọi là không biết là thanh niên thanh niên Zephyr có đau không, có đắng quả đấy không. Đấy, mình bắt bài mình sọc luôn nhò. Úi dồi ôi, sướng bằng chết. Thanh niên Zephyr chả đang tức ói máu đấy. Thôi thì mình khuyên bạn là tìm một cái sông hay một cái hố sâu ấy, đào một cái hố sâu mình bạn nhảy xuống hồ mình. Cái pha đấy là chắc là đắng lắm đấy, gọi là thấm giọt từng ly luôn đấy chứ. Vừa mới kịp, gọi là chưa kịp chạm đất anh em ạ, đang bay trên không trung thì đã bị ăn kiếm của ăn đao của Ryoma rồi. Rất là đau luôn, quả đấy là đau đấy. Mình nghĩ vậy. Rồi, các bạn đang làm cái gì đây? Cái gì? 5 úp 1 á? Trời ơi, mình không có chơi đâu. Mình đâu có sai. Rồi, farm thôi. Cứ từ từ mà farm đi anh em ơi. Đấy, như vậy mấy bạn làm cái gì kia? Trời ơi, một pha đây. Cứ phải gọi là chọc phát này. Đây, mình sẽ đợi mấy thanh niên này vào. Rồi, một chọc, hai chọc. Và như vậy là ăn một thương của Triệu Vân chết luôn. Đó. Nói về cái độ khả năng cơ động của Zioma thì em biết rồi. Rất là nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp chơi con này đi rừng nhá. Mà trận đấu này mình không đi rừng được. Đấy, mang bộc phá đi top thôi. Ok, ulti luôn. Rồi, bộc phá KS, rồi không được mạng nào luôn. Rất là đen. Siêu việt dành cho Triệu Vân. Ok, có khi nào mình sẽ sang đây farm lính thôi. Chắc chắn là trận đấu sẽ kết thúc rồi anh em ạ. 15-3. Khổ. Nó cứ phải gọi là mưa đã mạng. Rồi, Zephyr làm gì đây?
Ôi giời ơi, né được luôn này. Bạn tuổi gì? Dè fit à? Ok, mình sẽ... Ôi giời, kẻ địch đầu hàng rồi. Ok, mình sẽ cố ăn mạng nữa. Rồi, rất là tuyệt vời. Như vậy là clip của mình ngày hôm nay đến đây kết thúc nha anh em. Thì chúc anh em coi clip thật vui vẻ. Và nhớ là một like, một sub ủng hộ mình nha. Bye bye tất cả nha. Chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Bye bye.